Xin được mến chào tất cả quý vị và quý vị đã quay trở lại với trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, thực hiện chủ đề lần này bệnh sa sinh dục và những dấu hiệu mà chị em không thể bỏ lỡ. Đồng hành cùng với quý vị, xin được trân trọng giới thiệu có bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Lệ Quyên đang công tác tại bệnh viện Từ Dũ. Hiền Thục mến chào bác sĩ Lệ Quyên ạ. Chào Hiền Thục. Chào quý vị khán giả. Tại Việt Nam thì khái niệm về bệnh sa sinh dục thường có nguy cơ xảy ra ở độ tuổi nào, cũng như là nhờ bác sĩ Lệ Quyên có thể chia sẻ với quý vị bệnh sa sinh dục là một bệnh như thế nào ạ? Thì gần đây các chị em bắt đầu thỉnh thoảng đi khám phụ khoa sẽ được nhắc tới một cái từ gọi là sa sinh dục hay là sa các tạng vùng chậu. Rồi lâu lâu các chị em lại nghe là sa tử cung. Các chị em hay truyền tay nhau hỏi là bác sĩ ơi em có bị sa tử cung hay không, hay là sa trực tràng hay sa bàng quang hay không. Thì chúng ta hiểu nôm na đây là một cái từ y khoa. Nó chỉ là ví dụ như sa các tạng vùng chậu, tức là ở trong vùng chậu của chúng ta có rất là nhiều cơ quan khác nhau, trong đó đặc biệt là có tử cung, rồi có bàng quang, có trực tràng. Ở cái vùng cơ quan sinh dục của người phụ nữ xung quanh sẽ có bàng quang và trực tràng. Thì nó có một cái điểm lưu ý là như một cái cơ thể khỏe mạnh bình thường thì các cơ quan này sẽ được các dây chằng giữ ở một cái vị trí cố định ở vùng chậu. Nhưng mà khi có tình trạng suy yếu hoặc giãn của cái hệ thống cây dây chằng này á, thì sẽ có tình trạng ví dụ như là sa tử cung, tức là tử cung nó sẽ sa ra, bình thường nó sẽ nằm sâu ở trong âm đạo, nhưng có một số chị em thì chỉ cần ho hoặc là rặn sẽ thấy một cái cục ở trong cái âm đạo của mình lò ra ngoài. Thậm chí là ở những cái trường hợp nặng á, thì có những chị em á, chúng ta đi khám mà gặp ở những cái trường hợp là ngại ngần không dám đi khám á, thì đặc biệt là những các mẹ lớn tuổi á, thì thông thường á, là có những cái khối sa rất là lớn ra ngoài, nó gây tình trạng loét ở cái cổ tử cung luôn, loét ra ngoài mà chúng ta không dám đi điều trị. Ngoài ra đó là sa tử cung, ngoài ra thì có tình trạng sa kèm theo, đó là sa cái thành trước của âm đạo hay còn gọi là sa bàng quang, hoặc là sa thành sau của âm đạo hay là sa trực tràng, thì nó sẽ gây ra nhiều triệu chứng khó chịu khác nhau. Ví dụ như nếu chúng ta sa bàng quang thì có nhiều chị em sẽ có cảm giác ví dụ như là chúng ta đi tiểu khó, cảm giác đi tiểu phải rặn, hoặc là có những chị em thì ho là cảm giác xấu nước tiểu ra ngoài rồi chứ không có thể nín được cho tới khi mình đi vào trong toilet. Thì đó là những cái điểm là gây những cái triệu chứng gây là rối loạn đường tiết niệu do sa sinh dục. Ngoài ra thì ngoài trường hợp mà cái tử cung chúng ta sa ra ngoài thì nó sẽ gây cái triệu chứng rất khó chịu cho các chị em, có cảm giác trằn nặng tức ở trong âm đạo, và đôi khi nó làm có chuyện rất khó chịu vì khi ho hoặc rặn hoặc là những cái động tác khác mà làm tăng áp lực ở bụng thì nó sẽ có một cái khối sa ra ngoài, rất là dễ gây viêm nhiễm và nó gây khó chịu ảnh hưởng tới đời sống tình dục của các chị em. Còn những cái trường hợp mà sa trực tràng thì nó cũng sẽ có thể ảnh hưởng một phần tới cái đường tiêu hóa của mình và nó sẽ có một cái khối sa chúng ta nhìn thấy ở cái vùng âm hộ âm đạo. Thì những cái trường hợp sa nói chung là nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của chị em phụ nữ rất là nhiều. Và nếu chúng ta đi khám sớm, được điều trị sớm thì nó sẽ cải thiện được cái tình trạng này, đặc biệt là những cái chị em mà còn trẻ tuổi á. Chúng ta có cái nguyên nhân nào gây ra tình trạng này? Với phụ nữ có nhiều con hoặc là sinh nhiều lần, liệu đây có phải là một trong những nguyên nhân hay không? Đúng như Hiền Thục nói thì cái nguyên nhân mà chúng ta sanh nhiều lần hoặc là trước đó chúng ta sanh mà có tổn thương ở cơ quan sinh dục, có giãn nở quá nhiều ở cơ quan sinh dục cũng là một yếu tố dẫn đến sa sinh dục. Nhưng ngoài ra thì nó có những cái bệnh lý kèm theo liên quan tới cái mức độ giãn nở của dây chằng, có thể có yếu tố di truyền nữa, nó cũng ảnh hưởng một phần tới cái chuyện sa sinh dục. Thì hiện nay thì hồi ngày xưa thì các chị em có thể nghe các mẹ ngày xưa chúng ta sẽ sanh thường mười mấy, có thể là mười mấy đứa con. Thì những cái trường hợp đó rất là nhiều, trường hợp xảy ra là cơ quan sinh dục, cái vùng âm đạo của mình nó giãn rộng rất là nhiều, đặc biệt là có thể tử cung, có những khối sa tử cung độ 3, độ 4 nó sa hẳn ra ngoài luôn. Thì nó sẽ là một cái vấn đề rất là khó khăn trong chuyện điều trị nếu chúng ta đến quá trễ. Ngày càng có nhiều chị em phụ nữ chia sẻ là họ còn trẻ nhưng lại gặp phải tình trạng này. Vậy thì nguyên nhân nào khiến cho một người phụ nữ còn trẻ nhưng lại gặp phải tình trạng này, và trẻ ở đây chúng ta nên hiểu là bao nhiêu tuổi? Thật ra thì đa số các trường hợp cái chuyện mà sa sinh dục á, nó có thể xảy ra ở bất cứ chị em phụ nữ nào trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt là những chị em mà chúng ta đã sanh con rồi thì càng lớn tuổi và cái số con càng nhiều thì cái nguy cơ bị sa sinh dục sẽ càng tăng. Hiện nay thì có các chị em bắt đầu quan tâm tới cái chuyện là có thể là điều kiện kinh tế tốt hơn, cái kiến thức về sức khỏe nhiều hơn, các chị em bắt đầu đi khám được nhiều hơn thì bắt đầu phát hiện ra mình sa. Nhưng mà có thể là sa ở cái giai đoạn sớm, có thể là độ 1, độ 2, có thể bác sĩ sẽ tư vấn những cái bài tập nhất định và những cái phương pháp điều trị sớm để mình phát hiện bệnh. Nên là chúng ta cũng đừng quá lo lắng về cái chuyện là chúng ta phát hiện bệnh
Nếu mà chúng ta phát hiện ở giai đoạn sớm thì chúng ta trị vẫn rất là ổn. Nó sẽ cái chuyện điều trị nó sẽ tùy thuộc vào cái tuổi mà chúng ta phát hiện có xa sinh dục và cái mức độ xa. Ví dụ như có những chị em mình phát hiện ra xa sinh dục ở cái độ tuổi khoảng 35, 40 tuổi nhưng cái mức độ xa còn nhẹ, thì khi đó bác sĩ sẽ tư vấn những cái phương pháp điều trị ở mức độ thấp hơn. Đó, còn nếu như những cái, ví dụ như ở cái độ tuổi mà trẻ, quá trẻ, ví dụ có những chị em, cũng có những chị em ở độ tuổi 30, 35 tuổi nhưng bị xa sinh dục ở độ nặng, thì những cái trường hợp này là vì cái thời gian mà cái nhu cầu tình dục của người ta còn có thể kéo dài trước cái giai đoạn mãn kinh á, thì cân nhắc ở những cái trường hợp này thì đa số các bác sĩ sẽ hướng là về cái hướng can thiệp phẫu thuật để có thể đưa các cơ quan về đúng cái vị trí của nó để nâng đỡ để chúng ta điều trị triệt để cái chuyện xa sinh dục. Dạ, một trong những cái nỗi lo lớn nhất của một người khi được nghe là mình chẩn đoán là mình bị xa sinh dục, đó là nó có nguy cơ trở thành ác tính, là ung thư. Cái nguy cơ này sẽ có thể gặp phải với ai và chúng ta cần làm gì để phòng tránh nguy cơ này? Thật ra xa sinh dục là một bệnh lý lành tính. Dạ. Là hoàn toàn lành tính, tức là chúng ta hiểu là các dây chằng mà chúng ta giữ cái tử cung á, thì nó không có còn đủ cái độ săn chắc, nó làm cho tử cung xa vào trong âm đạo, kiểu hiểu chúng ta hiểu hôm nay giống như một cái dây giữ mà nó bị giãn, giống như dây thun bị giãn vậy đó, thì nó sẽ dễ hiểu cho các chị em hơn. Khi nó giãn nở với cái độ căng nó không còn thì nó sẽ xa cái khối đó ra ngoài, nó không giữ được đúng vị trí nó. Dạ. Đây là một bệnh lý lành tính, nhưng mà trước khi quyết định phẫu thuật á, thì khi ví dụ như chẩn đoán một chị em mà có bệnh lý xa sinh dục thì trước khi quyết định là chúng ta đặt vòng Bessery hay là chúng ta phẫu thuật, thì lúc nào bác sĩ cũng xem là ở cái cổ tử cung hoặc là ở cái lòng tử cung mà chúng ta đang bị xa đó, chúng ta có tế bào ác tính hay không. Khi tại vì có thể chúng ta bị xa sinh dục kèm theo một bệnh lý tiền ung thư hoặc ung thư cổ tử cung thì sao, hoặc là nếu chúng ta có xa sinh dục nhưng trong lòng tử cung nội mạc chúng ta có tử cung có vấn đề thì sao. Nên cái điểm lưu ý là xa sinh dục là một bệnh lý lành tính, nhưng khi chúng ta đi khám sẽ được bác sĩ kiểm tra xem trên cái nền bệnh lý xa sinh dục đó có bệnh lý ác tính kèm theo hay không, để chúng ta quyết định là chúng ta sẽ điều trị bằng phương pháp nào và cái phương pháp đó có điều trị triệt để hay không, hay là giữ lại cái tử cung mà chỉ cố định lại vị trí. Dạ, bệnh xa sinh dục chúng ta sẽ có những cái biểu hiện cảnh báo như thế nào, một người bình thường làm sao để mình nhận biết mình có nguy cơ bị, thưa bác sĩ? Thông thường các chị em, cái triệu chứng thường gặp nhất của các chị em khi phát hiện ra mình xa sinh dục đó là mình phát hiện mình thấy có một cái khối xa trong âm đạo. Ở cái mức độ nhẹ thì có thể các chị em sẽ cảm giác cái cảm giác khi mà chúng ta rặn hoặc chúng ta khiêng đồ nặng, tăng áp lực ở bụng hoặc chúng ta ho thì chúng ta sẽ có cảm giác hơi thốn ở trong âm đạo, và có thể ở những trường hợp nặng thì sẽ có thấy khối xa nó xa ra ngoài luôn. Một số chị em thì hay tới nói với bác sĩ sản phụ khoa là bác ơi em cho tay vào trong âm đạo thì chú em đụng cái cục gì. Thì thật ra cái cục mà chị em đụng á, là cái cổ tử cung, là một phần của tử cung. Thì những cái chị em cũng có trường hợp là một số chị em mà chúng ta bị xa mà ở độ nhẹ, cái tử cung đó, cổ tử cung nó còn nằm trong âm đạo, có thể chưa xa ra ngoài, nhưng cái chị em ví dụ như viêm âm đạo chúng ta đặt thuốc chẳng hạn, thì với đặt cho một tí xíu là chúng ta đã chạm cái cổ tử cung rồi. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu báo động cho chúng ta thấy là có thể chúng ta có xa tử cung. Nhưng mà cái chuyện mà đưa tay vào trong âm đạo để xem thử coi tử cung có xa hay không thì bác sĩ sản phụ khoa không có khuyên. Tại vì cái thao tác, trừ trường hợp chúng ta phải đặt thuốc để điều trị viêm, rồi bác sĩ sẽ tư vấn chúng ta vệ sinh tay, vệ sinh móng tay và cái thao tác đặt bô đúng. Chứ còn bình thường thì bác sĩ không khuyên là chúng ta đưa tay vào trong âm đạo. Tại vì đó là một cái thao tác mà có thể đưa vi khuẩn từ ngoài vào trong và tăng nguy cơ viêm nhiễm ở âm đạo. Nên cái dấu hiệu đầu tiên là cái dấu hiệu chúng ta cảm thấy trằn nặng ở cái vùng dưới thì chúng ta đi khám sớm. Và dấu hiệu thứ hai nữa là chúng ta có một cái khối xa khi chúng ta ho rặn hoặc là chúng ta khiêng đồ nặng. Một cái điểm lưu ý là thông thường các bệnh lý này nó sẽ tiến triển theo thời gian, nên là nếu chúng ta đi khám phụ khoa định kỳ mỗi 6 tháng, mỗi 1 năm một lần thì chúng ta đã phát hiện bệnh sớm rồi, không cần phải quá lo lắng về cái chuyện phát hiện bệnh trễ. Hiện nay chúng ta có những phương pháp điều trị như thế nào? Như bác sĩ Lệ Quyên vừa chia sẻ ở câu trả lời vừa rồi thì chúng ta có cái dụng cụ nâng đỡ là Bessery, thì thường sẽ được chỉ định trong những trường hợp nào mình có những cái loại dụng cụ này. Hiện nay thì tối ưu nhất là mình nên chọn loại nào? Thật ra về cái chuyện mà quyết định điều trị ở một cái trường hợp bệnh nhân mà có xa tạng bùng chậu thì nó tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nó sẽ tùy thuộc là mình xa độ mấy. Khi chúng ta đi khám lúc nào bác sĩ cũng sẽ nói là ví dụ chúng ta xa tử cung độ 3, chúng ta xa tử cung độ 2, độ 1 hay là xa tử cung độ 4 chẳng hạn, kèm theo có xa bàng quang, xa trực tràng hay không. Thì cái chuyện quyết định điều trị nó sẽ tùy thuộc vào phân độ của bệnh, tức là mức độ nặng của bệnh.
Và cái chuyện thứ hai phụ thuộc đó là nó sẽ phụ thuộc vào tuổi của bệnh nhân. Ví dụ như ở những cái trường hợp xa tử cung độ 3, độ 4, ở một phụ nữ lớn tuổi rồi, ví dụ như một bệnh nhân 6-70 tuổi rồi, nhưng mà những cái trường hợp này là không có nhu cầu quan hệ tình dục nhiều, và có thể có bệnh lý nội khoa kèm theo nữa. Ví dụ như là ở một phụ nữ 65 tuổi mà có bệnh lý tim mạch, thì chúng ta biết là những cái trường hợp ví dụ như có nhiều bệnh lý kèm theo thì cái nguy cơ nếu chúng ta phải mổ thì nó nguy cơ rất cao. Thì những cái trường hợp đó thông thường bác sĩ sẽ tư vấn chúng ta đặt một cái dụng cụ vào trong âm đạo để nâng đỡ lên, gọi là pessary. Chúng ta hiểu nôm na nó là một cái dụng cụ bằng silicone đặc biệt ha. Nó có rất là nhiều hình dạng khác nhau, và cái chuyện mà chúng ta sử dụng cái dụng cụ pessary loại nào nó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ xa và cái kiểu xa và cái độ rộng của âm đạo của người phụ nữ. Thông thường khi đi khám, bác sĩ sẽ cho chúng khi mà quyết định đặt pessary thì bác sĩ cần sau khi thăm khám đo đạt cái vùng âm đạo của mình á bằng các dụng cụ đặc biệt, thì bác sĩ sẽ lựa cái kích thước một cái dụng cụ phù hợp. Và lúc nào cũng sẽ có một cái thao tác là đặt thử vào trong âm đạo, sau đó cho các chị em vận động đi lại thử xem cái có gây khó chịu gì hay không. Có những trường hợp có thể là cái độ đàn hồi của âm đạo của các chị em còn tốt khi đặt một cái dụng cụ vô, mình thấy là vừa vặn, nhưng các chị em vận động đi lại, tức là sinh hoạt như bình thường thì lại cảm giác đau, thốn. Thì khi đó bác sĩ sẽ cân nhắc lựa cái dụng cụ nhỏ hơn hoặc là cái hình dạng dụng cụ loại khác. Nên cái dụng cụ pessary nó là một cái chuyện mà chúng ta cần phải đi khám để được xem xét rất kỹ. Chúng ta sẽ phải thử rồi phải chọn cái dụng cụ đúng kích thước của mình. Thì có một cái điểm lưu ý là pessary nó có một cái điểm lợi là chúng ta không phải mổ. Hoàn toàn không phải mổ gì hết mà chúng ta vẫn điều trị được cái chuyện xa sinh dục. Nhưng cái chuyện pessary chỉ là điều trị tạm thời thôi. Khi chúng ta đặt cái vòng vô, nâng lên thì cái cổ tử cung, cái âm đạo trực tràng nó có thể nâng lên trên, không bị xa ra ngoài nữa. Nhưng khi chúng ta tháo cái vòng ra thì nó lại tiếp tục xa vì cái dụng cụ nâng đỡ chúng ta lấy ra rồi. Tức đó là chỉ phương pháp tạm thời. Ở cái giai đoạn đầu á, khi mà chúng ta mới đặt dụng cụ thì thông thường các bác sĩ có thể tư vấn chúng ta phải lấy cái vòng ra mỗi ngày để chúng ta vệ sinh cho quen. Rồi sau đó thời gian lâu hơn có thể tốt rồi, phù hợp cơ thể mình không còn phản ứng nhiều, không còn tiết dịch nhiều đó cái vòng á, thì có thể các bác sĩ có thể giãn ra thời gian lâu hơn là 3 ngày, 5 ngày hoặc 7 ngày tùy theo cái thời gian và cái mức độ vệ sinh, mức độ viêm nhiễm của âm đạo. Thì tại vì khi chúng ta sử dụng cái vòng pessary chúng ta phải có thao tác là chúng ta lấy ra. Nên đối với một chị em mà đặc biệt là những chị em mà lớn tuổi mà được đặt vòng pessary thì sẽ được bác sĩ tư vấn rất kỹ. Sẽ tư vấn được cái cách lấy vòng ra là cái người đó phải tự lấy vòng ra được, hoặc là người chăm sóc á, phải tự lấy cái vòng ra được, vệ sinh kỹ. Để có những cái trường hợp nếu mà những chị em mà chúng ta không vệ sinh mà để cái vòng trong âm đạo một thời gian, nó sẽ viêm nhiễm rất nhiều ở cái vùng đó. Và có thể những cái trường hợp mà chúng ta đặt quá lâu quá là có thể gây loét ở cái vùng mà tiếp xúc với cái vòng. Vì vậy nên một cái điểm rất là lưu ý là chúng ta hiểu pessary là một cái phương pháp tạm thời. Và thứ hai nữa là chúng ta cần phải có chế độ chăm sóc và theo dõi rất là nhiều. Và một cái điểm lưu ý nữa, thông thường pessary không phải là một lựa chọn tốt đối với các phụ nữ trẻ. Tại vì khi đặt cái vòng pessary nó sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện quan hệ vợ chồng. Đó. Nên đối với những phụ nữ trẻ mà chúng ta phát hiện ra là chúng ta xa sinh dục độ 3 hoặc độ 4 chẳng hạn, thì thông thường bác sĩ sẽ tư vấn điều trị. Hiện nay có rất là nhiều phương pháp phẫu thuật dành cho các trường hợp xa sinh dục. Ngày xưa thì chúng ta nói xa thì thôi chúng ta cắt đi. Chúng ta cắt đi thì thông thường cái quan điểm ngày nay thì đã hiện đại hơn rất là nhiều rồi. Nếu như các chị em mà có xa sinh dục kèm theo một bệnh lý khác, ví dụ như là u xơ tử cung quá to cũng có chỉ định mổ, hoặc là ung thư nội mạc tử cung, hoặc là những cái bệnh lý khác mà chúng ta cần phải mổ thì chúng ta sẽ mổ. Tuy nhiên những cái trường hợp ví dụ như hoàn toàn mọi thứ khác bình thường mà chúng ta chỉ có xa sinh dục thôi, thì hiện tại có rất là nhiều phương pháp phẫu thuật. Có thể chúng ta sử dụng những cái lưới để chúng ta treo cái tử cung lên đúng vị trí ở các vị trí khác nhau ở trong buồng chậu để giữ cho cái cơ, giống như là chúng ta sử dụng lưới để thay cho cái dây chằng mà đã bị giãn của chúng ta đang không còn tác dụng tốt vậy đó. Thì nó sẽ cố định lại cái tử cung, kéo lên trên đúng về cái vị trí bình thường của mình. Đây là các phương pháp điều trị mà gọi là chúng ta điều trị đúng nguyên nhân á, tức là cái dây chằng, hệ thống dây chằng không tốt thì chúng ta hỗ trợ bằng một hệ thống dây chằng mà nhân tạo thì nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì ở những cái trường hợp mà có bệnh lý kèm theo, ví dụ bệnh lý cái tử cung nó nhỏ, ví dụ như là có bệnh lý ở tử cung nhưng mà tử cung nhỏ chẳng hạn, thì có một cái cách điều trị đó là chúng ta cắt tử cung nhưng mà cắt tử cung ngã âm đạo, tức là không có sẹo mổ trên bụng. Thì thường chỉ áp dụng với các trường hợp xa sinh dục,
kèm theo mà có tử cung, có cái đường âm đạo nó rộng rãi và cái tử cung nhỏ thôi. Không phải trường hợp nào chúng ta cũng có thể cắt tử cung được, và thường chỉ được chỉ định ở những cái trường hợp phụ nữ đã lớn tuổi rồi, cái tử cung không còn tác dụng nữa thôi. Còn đối với các phụ nữ trẻ thì thông thường vẫn là phẫu thuật treo và cố định cái tử cung hoặc là bàng quang trực tràng vào cái vị trí đúng vị trí của nó thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Dạ, liệu thì bệnh này có nguy cơ tái phát không ạ thưa bác sĩ? Thật ra thì cái xa sinh dục chúng ta phải biết là chúng ta điều trị bằng phương pháp nào. Giống như bác sĩ Lệ Quyên đã nói là cái chuyện mà chúng ta sử dụng Pessary là điều trị tạm thời. Khi chúng ta đặt cái vòng vô thì chúng ta không xa nữa, tháo ra thì nó vẫn xa, tức là cái bệnh nó vẫn còn. Đó, chứ không phải là tái phát, tức là bệnh vẫn còn. Còn những cái trường hợp mà các chị em đã mổ rồi, sau khi mổ chúng ta vẫn có chế độ theo dõi đặc biệt để theo dõi thêm xem là chúng ta có bị tái phát hay không, hoặc là những cái lưới mà chúng ta bác sĩ sử dụng để nâng cái tử cung bàng quang hoặc trực tràng lên đúng vị trí đó, nó có đủ để tác dụng cho cái điều trị cái tình trạng xa của mình, vẫn có những trường hợp tái phát. Vì vậy nên, và ngoài ra, ngoài cái trường hợp tái phát ra thì nó có những cái trường hợp ví dụ như lộ mảnh ghép chẳng hạn, tức là cái đó là một cái miếng lưới nhân tạo, nó sẽ có rất là nhiều cái nguy cơ có thể lộ mảnh ghép, nên là chúng ta cần phải thăm khám với cái một chế độ đặc biệt sau khi mà chúng ta phẫu thuật để các bác sĩ sẽ tìm xem chúng ta có biến chứng sau mổ hay không, hoặc là có tái phát hay không. Dạ, làm sao để chúng ta có thể phòng ngừa, liệu mình có một vài các cái bài tập gì đó để các chị em phụ nữ có thể phòng ngừa được hay không ạ? Thật ra thì hiện nay có rất là nhiều chị em quan tâm tới cái chuyện là làm sao để xe khít cơ của cái vùng âm đạo. Và thứ hai nữa là phòng ngừa, đây cũng là một cái phương pháp mà chúng ta phòng ngừa được cái bệnh lý xa sinh dục. Thì một cái điểm lưu ý là sau khi sanh thường thì thông thường các bác sĩ sản phụ khoa sẽ hướng dẫn các chị em cách vệ sinh ở vùng kín đầu, và đồng thời nó sẽ có một số bài tập ở vùng cơ quan sinh dục giúp cho các chị em hít thở, kèm theo là mình co cơ ở vùng cơ quan sinh dục để nó tăng cái sức cơ ở vùng này, thì nó sẽ phòng ngừa được các bệnh lý ở cái xa sinh dục, ở cái cơ quan sinh dục của mình. Ngoài ra thì khi mà các chị em ở những độ nhẹ, ví dụ như mình xa sinh dục độ nhẹ cỡ độ 1, độ 2 thôi, nó không ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống rất là nhiều, thì ở các lần thăm khám bác sĩ sẽ hướng dẫn các cái cách, các bài tập kết hợp với hít thở để mình co cơ ở cái vùng âm hộ của mình để nó tốt hơn, để phòng ngừa bệnh. Và có những chị em mà chúng ta tập hiệu quả thì nó có thể giảm độ của bệnh lý này nữa. Thì những cái bài tập này thì sẽ được bác sĩ sản phụ khoa tư vấn kỹ khi chúng ta đi khám. Xin được cảm ơn bác sĩ Lệ Quyên với tất cả những thông tin chia sẻ ở chủ đề này. Hy vọng nó sẽ hữu ích cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thương chúc cho quý vị nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Thân ái chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.